chị yêu nào mà muốn điều trị nám tận gốc mà không tái phát lại thì các chị nhớ kiên trì sử dụng cô gái núi cho em hàng ngày, và nhớ phải kiên trì trong cái thời gian mà chúng ta đang sử dụng để mà điều trị nám ha. Như các chị cũng đã biết đó, là nám rất là khó trị, nên nó là chúng ta muốn điều trị nám chúng ta phải cần có thời gian, chứ không phải là chúng ta chỉ mới vừa trị nó một ngày, hai ngày, một tuần là da chúng ta nó sạch nám mà hết nám được ha. Chúng ta làm cái gì cũng phải cần có thời gian. Khi các chị dùng một cái dòng sản phẩm từ thiên nhiên đắp mặt nạ cô gái núi trị nám tàn nhang một bên em như thế này thì các chị phải có lòng kiên trì đó. Khi các chị có lòng kiên trì thì da của các chị nó sẽ đẹp, và da các chị nó hết nám nó sẽ không có tái phát lại. Không phải như các chị đã dùng kem đâu, các chị dùng kem là hết nám và nó chỉ hơi hết bên ngoài da mặt này thôi, nhưng thực chất bên trong lỗ chân lông trong sâu trong da của chị là chân nám nó còn nằm ở trong đó. Lý do tại sao mà các chị dùng kem da các chị nó cứ tái phát nám lại hoài là như vậy, là kem nó chỉ bào mòn cái lớp da của chị bên ngoài, bên trong nó không có bóc tách nám là được, thì chân nám của chị nó vẫn sản sinh ra và nó sẽ hình thành chân nám hiện ra ngoài tiếp tục ha. Nhưng khi các chị đã dùng cô gái núi này bên em thì trong thời gian dùng các chị phải kiên trì, có nghĩa là cái dòng sản phẩm cô gái núi này bên em sẽ có một giai đoạn, khi cái giai đoạn đó cái sản phẩm này nó đi sâu vào bên trong để mà nó điều trị từ bên trong da cho các chị, nó bóc tách chân nám, nó đào thải sắc tố, độc tố và những cái chất bụi bẩn và những nhân mụn, nhân chân tàn nhang nó đào thải ra bên ngoài da. Thì trong cái thời gian đó da các chị sẽ bị đen sạm xuống, trong một khoảng là một tuần cho tới hai tuần là nó sẽ hết. Thì các chị đừng lo lắng nha, cái thời gian mà da các chị đen sạm xuống thì chứng tỏ là cái dòng sản phẩm này nó đang rất là có hiệu quả và nó đang đào thải những cái chân nám, chân tàn nhang, nhân mụn ra ngoài cho chị đó. Thì khi mà những cái chân nám, chân tàn nhang, chân mụn nó đào thải ra bên ngoài chúng ta thì bên trong nó sẽ không còn nhân mụn và nhân tàn nhang và nhân nám nữa. Thì thời gian khi mà nó hết rồi thì nó sẽ không có tái phát lại. Đó là lý do em muốn khuyên các chị là khi dùng cô gái núi này bên em thì các chị nhớ phải kiên trì giúp em ha. Đừng có sử dụng nửa chừng rồi thấy da chúng ta đen sạm xuống này các chị nản, các chị bỏ nửa chừng. Là như vậy là các chị rất là uổng thời gian mà tốn công và tốn tiền trong cái thời gian điều trị. Cho nên là các chị nhớ hãy kiên trì giúp em ha. Cho nên khi các chị yêu nào mà đang tin tưởng cái dòng sản phẩm cô gái núi bên em á thì hãy cứ tin tưởng cho tới cùng và hãy kiên trì sử dụng cho tới cùng để cho đạt được hiệu quả cao nhất định nha các chị ha. Em cam kết với các chị luôn là cái dòng sản phẩm cô gái núi bên em á là đã dùng là phải sạch nám và da phải đẹp ha, chứ không phải là giống như kem đâu các chị. Bị nám các chị tốn tiền mua kem mỹ phẩm tiền triệu, hơn triệu xài nhưng vẫn không có hết.